nay là bệnh viện Chef View ngày 31 tháng 12 năm 2023 tổ chức team building tại thành phố Vũng Tàu từ năm 2016. Thì năm nay có một điều đặc biệt là sự phối hợp của tiệc GN Vật Ti và team building với nhau đúng vào dịp giao thừa năm 2023 và đón xuân năm 2024 tại thành phố biển Vũng Tàu. Cảm ơn và chúc mừng năm mới. Như mọi người thấy sáng nay chúng tôi tổ chức một cái team building rất là vui vẻ tại thành phố Vũng Tàu và đêm nay gala dinner để chào đón năm 2024 và hy vọng năm 2024 là một năm mà Chef View gương sống hóa rồng tiếp tục phát triển vững bền trong tương lai. Nhìn lại những chặng đường mà tất cả các bạn cùng ngồi đây hoặc một số bạn không ngồi đây nhưng mà nhìn là rất là nhớ những người nhân viên cũ của mình. Hôm nay chỉ còn trong vài tiếng đồng hồ nữa chúng ta sẽ chào đón năm mới 2024. Chúng ta có một đêm rất đặc biệt countdown văn hóa Chef View. Như mọi người thấy là luôn luôn có một sự gắn kết, đoàn kết. Và hôm nay cái team building hay là một cái GN Bạc Ti là cũng một văn hóa để chúng ta ngồi lại nhìn chặng đường mà chúng ta đã đi qua. Hy vọng rằng năm mới 2024 thì chúng ta giống như một cái slogan mình mong muốn rằng là chúng ta ngược sóng hóa rồng, tức là năm 2024 là một năm chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, mà tôi hy vọng rằng là các bạn đoàn kết thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua. Một lần nữa thay mặt bệnh viện kính cảm ơn tất cả các bạn luôn đồng hành cùng Chef View. Chính các bạn đã tạo nên một sức mạnh như ngày hôm nay. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh để giúp chúng tôi sáng tạo thêm nhiều video thú vị hơn. Xin cảm ơn.